sức kỳ vậy? Đấy, em mới phát hiện một manh mối mới. Phát hiện sao? Anh Thái đã chia tay bạn gái. Anh Thái chia tay bạn gái? Cũng không có nới được, cũng không kéo được. Đúng rồi. Giờ vô hỏi, giờ khách vô kiểm nhận rõ, hỏi hai câu thôi. Câu thứ nhất là anh có đang mang đôi nào hay không? Đó, thì khách bảo ừ, anh đang mang carry 4 thì mình sẽ hỏi khách ừ, anh thấy đôi carry 4 đó mang sao? Nếu mà khách khen đôi đó, đẩy qua carry 5, 6, 7 nói anh muốn tiếp tục mang nơi thôi. Còn nếu mà khách nói ờ, anh thấy cũng được, nhưng mà anh muốn trải nghiệm mấy đôi mới á, thì hỏi giờ anh muốn trải nghiệm Nike 2 đi đó. Hôm nay kỳ thì chỉ qua carry 6 là fit 2 nè. Nhưng mà phải nhìn chân của khách, ví dụ chân của khách bè né mấy đôi này, mấy đôi này bè khỏi vô qua mấy đôi này. Không có một cái thiết kế dày nào mà nó vừa có dây dày ở trong xong giấu vô, thì BG bảo là tôi hay bị tụt dây dày, xong cái tôi phải làm thiết kế dày để nó không có bị tụt nữa, rồi làm mỗi cái lần mở ra xong khỏi sọc chân luôn. Không biết sao mà làm được ra thiết kế này luôn á. Nhưng mà ở dưới nó chắc sờ ngon, mang êm, có khúc trên quải quá. Ai mà cái mua bằng chân bự là mang đôi này xỉu. Thì vũ trụ tồn tại nhờ sự cân bằng mà đường này mất kia thôi. Nhưng mà những đôi như vậy, đây là đá mẹ hay là gọi là giày của đêm trang đá mẹ không, rất là êm, đêm 16/3 đó. Đôi này là phù hợp để outdoor xào chẻ các kiểu không, lưỡi gà mỏng nè, hai bên đây dày, đây có chống lật hai bên để rảnh xương cá qua đi đá từ trước tới giờ. À, ủa, đang quay cảnh training nhân viên mà tự nhiên sao chuyển qua việc với bán dài luôn là sao? Hiện tại đôi này đang bán ở giá 28 nên là full size từ 9 tới 10. Một đôi giày Jordan 1 Mid Ice Cream. Đế thì có màu của cái cây quế, ống quế. Ở trên thì phần kem rất là đẹp, dễ. Đây là size, đây, size 7, giá là 6.8. Đó, xong kế tiếp là đôi Jordan 1 Mid dành cho nam. Thì tuy là size nữ nhưng mà nam có thể mang được. Nam mang màu này lên rất là sang. Đây màu, nó đánh nhấn là cái màu vàng này. Nó Wingsman màu vàng, rất là đẹp. Size 42, giá là 6.2. Một đôi không thể thiếu Midnight Navy. Đó, thì màu Navy nhưng mà nhấn cái là màu xám, rất là đẹp. Lên chân thì outfit đen Navy đồ, rất đẹp. Đây là size 10, giá là 7.2. Đó, tiếp mới về thì Converse Off-White thì mấy bạn cũng biết rồi, chuẩn bị restock nhưng mà bị delay, có thể là do Covid hoặc là do tàu bị chìm hay là cái gì đó. Thì giờ mình có sẵn một đôi ở đây thì 7.5, giá là 5.5, quá rẻ cho mấy bạn ấy yêu thích Off-White. Kế tiếp là CDG, có đủ size hết cho mấy bạn nam nữ, có size hết, full size, giá là 3.9. Đó, tiếp theo nữa là ở bên đây thì có Huarache Stussy. Thì ở trên đây thì không có chữ Stussy nào hết. Cái tên có chữ Stussy trong cái tên của nó. Thì size 10.5, giá là 5.5 ha. Màu thì cũng khá đẹp, mặc chung với mấy màu mà màu vintage đồ á. Rất. Đó, kế tiếp qua dòng Air Max. Air Max thì mới Air Max Day hôm trước thì cũng có mấy bạn kiếm màu OG, thì tại cửa hàng có sẵn màu OG đây, size 10, giá là 6.8. Đó, rất đẹp. Màu OG, never go wrong with OG, you know. Thôi, kế tiếp thì Shadow. Các bạn thích OG có Shadow ở đây. Jordan 1, size 10, giá là 12.5. Outfit đồ đơn giản nhưng mà rất là đẹp ha. Kế tiếp là Jordan 5. Lâu lắm rồi mình mới hết đôi Jordan 5 mà có màu giống nhiều. Tưởng màu Michigan là ngược lại là màu Navy nhiều hơn là màu vàng đúng không? Không, giờ Jordan 5 là đổi lại màu vàng nhiều hơn màu Navy luôn. Đấy, size 10, nếu mà có size mình á, mình size 9 mình cũng mua đôi này.
băng lên chân rồi. Cho đình năm là dưới trắng rồi không. À, quay xuống đẹp quá, anh trời đẹp luôn ha, lên chân rất là đẹp luôn đó. Thì xem 10 giá là 5.8 triệu. Sắp xong rồi. Sắp xong rồi, ta sắp có gì ta? Tạo điện ngầm đúng không? Dự án 15 tỷ đô của chúng ta xin vốn 2 lần, cuối cùng sắp xong rồi. Dít hôm qua anh cầm cái dít rồi, giờ phải lấy cái thang mới. Cái này với cái dưới là 2 cái đúng không? Đúng rồi, ở dưới hư cũng hư 1 cái nữa. Bây giờ mở tủ ra lấy cái bóng đèn. Em thấy có cái nào nó chớp cho đây nè. Hả? Dạ. Giờ mở tủ ra lấy cái bóng đèn, lấy mẫu anh mua. Để em tắt điện ơi. Lấy cái loại thuận hàng á nhanh, chứ cái loại này nó mau hư quá. Loại tốt thì anh Tú là vừa ship mà còn vừa là thợ đụng nữa không? Không, anh thợ điện mà. À, thợ điện rồi thợ đụng luôn. Thợ điện luôn. Đụng đâu rồi. Đây cái dàn điện nằm ở đây làm tốt. Ngay chỗ cái tay. Đây, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn bộ sưu tập gấu Coca-Cola. Đây. Thì Coca-Cola thì nổi tiếng quá rồi, nhưng mà cái này nó có một cái series riêng á, là hồi 90S á, thì nó có một cái series là hình tượng của nó, là mascot của nó sẽ là con gấu đó, thì con gấu làm tất cả mọi thứ với chai Coca-Cola. Đây gấu, đây là một bầy gấu, nhưng mà cái này thì mình thích nhất là cái này. Đã nó nhiều gấu rồi nha, nhưng mà nó còn cũ, không biết mấy bạn có thấy không, chứ mình áo nào cũ càng nhiều là mình càng thích đấy. Mặt sau đẹp. Bốn con gấu. Tiếp theo là có mấy cái hoodie của Nike. Đây cái tag. Cái này thì là đầu những năm 90. Xám, đa số mình có này màu xám thôi. Đây mấy cái bảng dấu sweat. Đây thì là sweater. Đây thì mình có cái mini sweat nữa. Đây. Cái này thì cũng là 90S luôn. Quan trọng là cái tag thường bây giờ thì ở ngoài thị trường mình thấy cũng có nhiều loại cái mini sweat lắm, mà thường nó là mấy đời 2000 rồi thôi, thì nó sẽ không có hiếm bằng mấy cái 90S này. Rồi. À đây thì mình có thêm mấy cái Nike Town nữa. Cái này cũng là một cái series riêng của Nike luôn. Thì nó sẽ làm Nike Town, có nghĩa là nó sẽ làm về từng cái, giống như từng cái thành phố, từng cái bang của Mỹ. Thì nó ở đây mình còn hai bản là của Chicago với lại Las Vegas. Hôm trước thì nó có nhiều hơn, hôm nay thì giờ chỉ còn hai bản thôi. Đây thêm một cái áo màu hot, nó là kiểu màu olive á, nhưng mà do là cái phần logo Nike ở đây là một cái logo vừa Nike với lại dấu swoosh luôn. Đây thì tag cũng là 90S ha. Đây áo siêu đẹp, siêu hiếm. Chavis Scott. Đây thì mình còn cái áo Chicago Bull Overprint. Cái này thì nó mất tát rồi, nhưng mà mình thấy nó cũng khá là hiếm á, chỉ bị cái là nó mất tát thôi, nhưng mà đẹp. Màu đúng kiểu Chicago Bull, đen đỏ. Đó, hôm nay giới thiệu sơ sơ với các bạn. Chào các bạn, đây là một áo vintage. Bye các bạn. Sao có cái gì mà mặt diễn tả căng quá vậy? Đâu có trai đâu. Ủa sao kỳ vậy? Ấy. Em mới phát hiện ra một manh mối mới. Phát hiện sao? Anh Thái đã chia tay bạn gái. Anh Thái chia tay bạn gái? Hình như anh. Sao vậy anh Thái? Hả? Sao chia tay bạn gái vậy? Tào lao, đồng bị tầm bà. Không có chia hả? Có không? Có không? Giữa hạnh phúc chứ hả? Hạnh phúc lắm. Sao á? Nhưng
nhiên mà anh Thái đã cũng đã từng có mặt trong cái video là đám cưới luôn thì chắc Thái cũng hiểu là hạnh phúc chỉ là tạm bợ thôi đúng không Thái? Tạm bợ. Hả? Này nó này mai kia tạm bợ trên này. Constance thôi. Cái phát hiện là tại sao? Anh Thái đổi màn hình điện thoại. Đó là điện thoại hả? Xong rồi cái hồi nãy em giả bộ em thăm dò thì em giả bộ là em nói là em có order một cái em có order cho anh Đô một cái bộ sexy bra để anh Đô tặng cho người yêu anh Đô. Xong cái em quay qua anh Thái hỏi anh Thái là anh Thái có order đúng không? Xong anh Thái nói tao có hai đâu mà order. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.